gió về với anh ta. Chỉ là những tiếc nuối của một tớ đôi mươi đã xa. Anh đã có đã có rất nhiều chuyện tình yêu mấy đời ai yêu. Phải rời xa thôi, người mình yêu mới chẳng thể yêu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạt Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop đức toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn. Để anh em vào quay may mắn, chắc chắn là quay một phát là được ăn luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút, rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã đến với cái video tiếp theo của mình mọi người nhé. Thì hiện tại là mình đang ở trong căn phòng của mình với lại anh Toại. Và đánh ăn sẽ trở thành một cái căn phòng ấm áp, tràn đầy tình thương của cả bố lẫn mẹ và thằng Bom nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì hai người mình và anh Toại như kiểu người dưng nước lã mọi người ạ. Tình cảm cũng không còn như trước nữa. Và thật sự là mình khi mình ở trong căn phòng này ấy, mình đã không còn cảm nhận được cái tình cảm và cái tình yêu thương của anh đấy dành cho mình nữa rồi. Nó rất là lạnh lẽo mọi người ạ. Anh đấy mọi người biết không, có nghĩa là cả một ngày anh ấy đều không dành rất ít thời gian ở trên căn phòng này với mình. Đấy. Và cũng từ lâu rồi mình cũng sang bên phòng anh Đạt ngủ rồi. Hai đứa cũng ra ngủ riêng rồi. Nhưng mà cái căn phòng này có rất nhiều kỷ niệm. Lúc còn mang bầu ở đây này, mang bầu 3 tháng cuối là ở đây đấy. Thì bây giờ anh ấy đang không có đây thì Ngọc quyết định, thật sự là người Ngọc không thể tiếp tục ở lại căn nhà này trong hoàn cảnh mà suốt ngày anh đi rượu chè, cờ bạc, rồi gái gú, rồi gọi điện. Thậm chí là anh ấy còn quá quắt đến mức là gọi điện cho gái trước mặt mình. Rồi em đang ở đâu anh đến, rồi anh đánh em này kia, rồi gặp nhau. Thật sự mình không thể là mình chịu được luôn. Đấy, thì hôm nay Ngọc quyết định là tí nữa là Ngọc sẽ xuống, Ngọc sẽ xin phép bố mẹ của mình ở dưới nhà là cho phép mình vào nhà trong ở. Cái nhà cũ ấy mọi người, cái nhà mà nhiều bạn fan hay comment là cái nhà rách lát ấy, đấy, cái nhà nghèo ấy. Đấy, mình sẽ vào trong cái nhà cũ của hồi xưa mà của anh em chúng tôi ở ấy. Cái hồi mà bọn mình chưa có nhà cao cửa rộng này, thật sự là mình rất thích ở căn nhà ấy luôn. Tại vì thà bây giờ mình về căn nhà đấy ở thì còn có lại nhiều kỷ niệm đẹp giữa mình và người ấy. Đấy, những kỷ niệm mà tiền cũng không thể là mua được mọi người. Bây giờ thì nhà cao cửa rộng có lại được cái gì đâu, chả còn lại được cái gì hết ngoài sang thân ai người ấy no. Nên là bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà, mình sẽ nói rõ với bố mẹ mình và mình sẽ về nhà trong ở. Và mình chắc chắn là mình sẽ dẫn theo em Bom sao? Chắc chắn là mình sẽ dẫn theo em Bom đi theo. Tại vì sao? Mình là người đẻ ra thằng Bom. Mình đi đâu thằng Bom phải theo mình như vậy. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà để mình nói chuyện với bố mẹ và chuẩn bị đồ đạc để vào nhà trong mọi người nhá. Thì mình sẽ không cho mọi người xem được cái cảnh đấy, tại vì chuyện gia đình riêng của mình. Đấy, thì nếu mà khi nào vào nhà trong ấy sẽ như thế nào thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem mọi người nhá. Chỗ này thì là hồi xưa hai đứa ra đây Nhật chơi với nhau trên quất ở cây xoài đằng kia. Hồi xưa anh Toại chào đây này mọi người. Sao anh bị ngã, anh chạy sao được mình mà anh bị ngã nên bị sức chân rất là nhiều kỷ niệm. Với cả con khỉ ấy, con khỉ giống như là mình anh Toại chăm mà. Đằng sau có cây lạc và cả vườn nữa. Hai bọn mình hồi xưa có video mà mình với anh Toại nhổ rau nhổ quả cho mọi người xem này. Nếu mọi người nói mình thích ở nhà mới hay nhà cũ hơn thì mình sẽ khẳng định mọi người là mình thích ở nhà cũ hơn. Tại vì lúc mình ở nhà cũ ấy, tất cả mọi thứ đều rất là êm đẹp này. Nói chung là tình cảm và tất cả mọi thứ rất là trôi qua rất là nhẹ nhàng, rất là thích. Đấy.
nên là trong nhà này đâu cũng thấy bóng dáng mình với anh Toàn luôn. Đây chắc là giàn gỗ của mẹ đá mới là bố phóng mình trồng, chứ từ lúc mình ra ngoài nhà mới rồi mình có bầu ấy, nên mình không về được. Mà cũng chắc anh Toại là cũng chắc là anh Toại cũng không về đây bao giờ cả mọi người ạ. Hồi xưa mọi người có nhớ không, mình với anh Tiền với anh Toại với Diễm hai kia quay clip nướng gà ấy đấy, xong rồi anh Toại cho mình ăn đùi rất là nhiều thứ luôn. Thôi bây giờ mình sẽ mở cửa vào trong bên nhà cũng như chìa khóa mình để xe thôi, mình vào trong nhà để mình dọn dẹp. Mọi người hỏi mình sao không cầm quần áo thì mình trả lời là bây giờ mình vào mình sẽ dọn dẹp trước, mình sẽ lau trước và đến lúc mà nó sạch sẽ rồi mình ở rồi thì mình mới thu dọn quần áo vào đây mọi người nhé. Và mình chuẩn bị cả đồ cho thằng Bom nữa, chứ bây giờ đang bẩn như này mà bỏ quần áo vào thì dính bẩn luôn ạ. Thật sự là mình rất nhớ anh Tại hồi xưa luôn. Ôi dồi ôi, nhớ cái thằng này, nhưng mà giờ anh ấy khác lắm rồi. Và anh không còn là anh Tạo hồi xưa rồi, bây giờ anh đối xử với mình phải nói là rất là tệ bạc luôn. Đây, trong đây cũng mọi được đấy mọi người, mình nghĩ là không vấn đề gì, tại vì cũng là sạch sẽ mà. Vì trước là ra ngoài là bố mẹ mình đã dọn dẹp hết. Cái chỗ này chính là nơi mà mình và anh bạn rất là thích, kể cả cái hồi mà mình với anh Tạo mới còn yêu nhau ấy, mới học cấp 3 ấy, thì hai đứa hay chú mẹ các ba ấy làm đây ôm nhau đấy, xong rồi xem phim. Anh Tại đi mua chịu bim bim và nước, hồi đấy anh Tại không có tiền đâu mọi người ạ. Anh ấy nghèo rất mùng tơi, nhưng mà anh ấy lúc nào cũng tỏ ra bên ngoài với Ngọc là một người có tiền, là để có thể che chở với Ngọc. Thế là lần nào xuống ấy anh cũng nghĩ là anh xuống khổ lắm, anh cũng chạy trốn đi ra ngoài kia anh mua trộm, anh mua chịu bim bim với nước ngọt. Mãi về sau này mình đi Hàn Quốc về anh cả mới biết là anh như thế đấy. Đây, trong buồng là phòng mà không hôn chịu giết mọi người. Phòng này chắc không ở được đâu, tại vì nó nhiều ấy quá, nó bẩn quá, mình cũng chẳng biết công tác ở đâu. Thôi mình sẽ giờ mình sẽ cầm chổi mình dọn dẹp trong đây. Mình sẽ ngủ ở đây với em Bom. Cái chổi này, cái chổi có hơi bẩn này, chổi đi thì lâu. Chắc là mai mình sẽ đi mua thêm một ít đồ dọn dẹp nữa. Mình nhớ ra trong căn nhà này có một nhân vật hiện tại là sắp tới đây là em sẽ sống cùng mình và em Bom. Thì mọi người biết là đó chính là em Xoan Cu Chó mọi người. Không biết nào, không biết là nó còn nhớ mình không. Mà thiết diện lên đấy, hồi xưa là hai đầu bếp đây này, rất là hơi tí này. Ôi giời ơi, nhục chưa. Ôi chán đời luôn, khối lắm. Tại vì em ấy là ở nhà, em ấy hay sủa nữa đấy, bẩn không dọn. Thế là mẹ và mọi người đã thống nhất là cho anh ấy ở đây. Thì sắp tới là Ngọc sẽ là chủ của em ở đây. Tại vì Ngọc ở đây Ngọc sẽ thuê em Xoan. Đấy, anh ơi. Trời ơi. Đấy, cơm thừa, canh cạn. Bây giờ phải thích làm là giờ sống ở đây không có ai, không có con mà có Xoan thì cũng tốt. Xoan này phải chơi cùng với mình đấy mọi người ạ. Tí mình sẽ vào, mình sẽ dọn cho em ấy. Rồi phải ra ngoài, mình dọn dẹp rốt ở bên ngoài hết xong rồi. Mọi người mình cũng dọn thôi, bây giờ mình
sự là một người là thành tích hiện tại của mình rất là lắm luôn. Và những cái bạn nào mà ở nhà ngoái thì sẽ biết rằng là cái độ khổ như nào khi vào mùa hè của mình. Thật sự là trên này mái thì là bằng tre một chút, rất là nóng. Mà mọi khi ấy mình bị toại ở đây mà nóng như này là hai đứa là chỉ có một thau đá với lại một cái quạt ở đây quạt thôi. Mà thôi mọi người ạ, người ta bảo rồi, cô khổ nên cô sướng. Thôi bây giờ mình chịu khổ một tí, biết đâu sau này mình sướng với nhau. Em muốn bảo rồi là có khổ lên khổ chứ sướng sau thì như nào mọi người. Thôi bây giờ thật sự là bữa nay là mình cũng đã dành khoảng 2 tiếng hồi dọn hết cái nhà này thì mọi người mới nhìn được sạch sẽ này chứ. Lúc mới vào ấy mà nhận các thứ rất là bẩn luôn. Thôi còn nhiều những cái đồ, những cái con dế chạy ra, bởi lẽ mình đã dụi cái này rất là nhiều những cái con chạy ra mà hiện tại thì mình không dám đem con vào đây ở cùng luôn đâu. Mình phải đợi cho sạch sẽ và tất cả mình sẽ răng bẫy chuột thì mình đuổi hết chuột ra ngoài thì mình mới dám nói con vào đây. Thôi thì mình cũng xin phép mọi người tại vì mình dọn cũng lâu ấy mà bây giờ cũng muộn rồi. Thôi mình cho mọi người là trong Ngọc xin phép mọi người một tí đấy, thì có gì thì Ngọc xuống đây như thế nào để ngày mai hoặc là những cái video tiếp theo sẽ quay cho mọi người xem mọi người nhé.